nhận định bóng đá Bayern với Lazio. 3 giờ ngày 18 tháng 3, tại vòng 1/8 Champions League, chuyên gia nhận định Bayern Munich với Lazio là trận đấu vô cùng hấp dẫn và là cơ hội quý báu dành cho thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 5 lần ra sân gần đây, đội chủ nhà Bayern Munich đang duy trì tốt chuỗi toàn thắng với 4 thắng lợi bên cạnh một thất bại duy nhất trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của Hùm Xám thi đấu thăng hoa với tận 17 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ không ngừng lặp lại những sai lầm cũ và để thủng lưới 7 lần. Với thành tích này, chuyên gia tin rằng Bayern Munich nhiều khả năng sẽ lại bùng nổ trước đại diện đến từ Serie A. Bên kia chiến tuyến, Lazio lại thể hiện bộ mặt khá thất thường với 2 chiến thắng bên cạnh 3 thất bại sau lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của đội bóng đến từ Roma thi đấu kém hiệu suất với 6 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự của họ lại liên tục tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn với tổng cộng 11 bàn thua. Nếu không cải thiện được khả năng phòng thủ thì Lazio sớm muộn cũng sẽ bị loại khỏi Champions League. Dựa vào sức mạnh vượt trội và lợi thế sân bãi, DKVD Champions League, Bayern Munich được đánh giá cao hơn với kèo chấp tận 1-1 trên 2 bàn so với Lazio. Ngoài ra, trận đấu giữa hai đội còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 3-1 trên 4 bàn. Theo thống kê, lần chạm trán duy nhất gần đây giữa hai đội đã kết thúc với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Dựa vào đó, chuyên gia có cơ sở để khuyên người chơi đặt niềm tin vào cửa tài, dự đoán Bayern Munich 3-1 Lazio. We'll be right back.